Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em đây, nó chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 tiêu chuẩn. Thì trong video này em sẽ cập nhật đến anh chị chính sách giá trả góp của tất cả các phiên bản Tucson và giá lăn bánh của chiếc Tucson tiêu chuẩn này sẵn giao ngay tại đại lý bên em. Thì chiếc Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn này có giá niêm yết là 769 triệu. Thì hiện tại trước thềm giảm thuế, đài báo thì có nói là mùng 1 tháng 7 thì bắt đầu chương trình giảm thuế 50% thuế xe. Thì hiện tại bên em cũng có những cái chính sách tốt để anh chị có thể hưởng ưu đãi kép từ chiếc Hyundai Tucson này. Thì ví dụ như là giá niêm yết là 769 triệu, thì hiện tại bên em có giảm cho quý anh chị là 14 triệu, là 755 triệu. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh và Bắc Giang, các tỉnh lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng là 800 triệu là chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ. Quà tặng thì là có phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Và cái chương trình trả góp thì đối với chiếc Tucson này thì sẽ là anh chị chỉ cần bỏ ra cái số tiền là 205 triệu là đã có thể lăn bánh được chiếc xe này rồi, với hình thức trả góp lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm. Và cái lãi suất thì ưu đãi cực kỳ, rơi vào khoảng từ 0,6% trên một tháng thôi. Đó. Với chiếc Tucson bản tiêu chuẩn này thì anh chị có thể thấy thì chiếc xe có những cái trang bị cũng tương đối là ok. Ở phần nội thất đi, em sẽ đi từ phần nội thất trước cho anh chị. Phần nội thất thì xe được trang bị tông màu đen, có những cái đường nét mạ bạc, mạ chrome rất là sang trọng, nhìn chiếc xe rất là thể thao và cá tính. Tất cả các phiên bản Tucson thì đều được trang bị đầy đủ từ xa. Phiên bản tiêu chuẩn này thì sẽ có chiếc vô lăng bọc da 4 chấu này. Trên đây sẽ có những cái phím như là làm thoại rảnh tay, rồi thì tăng giảm âm lượng, rồi điều khiển bằng giọng nói. Có ga tự động cruise control, có hệ thống kiểm soát hành trình ga tự động limited. Ghế của xe thì ghế lái thì được chỉnh điện. Đây chỉnh điện ạ. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng thưa quý anh chị. Đó, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Chiếc màn hình đa thông tin của xe này thì vẫn là màn hình analog có kim hiển thị. Còn trên các phiên bản Tucson như bản xăng đặc biệt trở lên thì đã là màn hình kỹ thuật số rồi. Đây là chiếc màn hình giải trí trung tâm của xe thì với kích thước là 10,25 inch. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này sẽ tích hợp các công nghệ như là Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, bản đồ định vị do Hyundai phát triển dành cho thị trường Việt Nam. Cần số của xe thì phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản xăng đặc biệt thì là cần số dạng gạt tay. Còn trên phiên bản dầu đặc biệt và xăng turbo thì là cần số dạng nút bấm thưa quý anh chị. Đó, các cổng sạc này, rồi thì cổng USB thì cũng được trang bị. Điều hòa của chiếc xe này thì cũng là trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, có lọc không khí ion. Đó, phanh tay điện tử được trang bị tất cả các phiên bản Tucson. Chế độ lái của xe thì bao gồm 3 chế độ lái Eco, chế độ lái Normal và chế độ lái Sport ạ. Đến với hàng ghế thứ hai thì Tucson có một hàng ghế thứ hai rất là rộng thưa quý anh chị. Hàng ghế thứ hai của Tucson thì phải nói là rộng nhất phân khúc và có cái độ êm ái này, và thiết kế rất là tinh xảo. Ở trong ví dụ như là hốc cánh cửa đây thì sẽ có những cái hốc để đồ này, cũng có những cái đường nét đó mạ bạc sang trọng. Và trên phiên bản cao cấp và phiên bản xăng đặc biệt thì còn có những cái hệ thống đèn viền rất là làm cho chiếc xe rất là đẹp và tinh tế. Đấy, loa của xe thì phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị là 6 loa, còn phiên bản đặc biệt trở lên là trang bị 8 loa bâu ạ. Đó, ghế của Tucson thì với độ ngả lưng ghế tốt này, có thể gập phẳng được với tỷ lệ là 60-40. Đó, em sẽ gập phẳng cho quý anh chị. Đó, gập phẳng 60-40 thì anh chị có thể để được rất là nhiều hành lý. Đó, ra cái hàng ghế phía sau này. Cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị cho Tucson tất cả các phiên bản. Cửa gió điều hòa hàng ghế phía sau ạ. Đến với phần la răng của xe thì xe được trang bị kích thước la răng là 17 inch, với phiên bản xăng đặc biệt và dầu đặc biệt là kích thước la răng 18 inch. La răng này là la răng đúc chưa phay, còn phiên bản đặc biệt trở lên thì được phay rồi. Còn chiếc xăng turbo thì là kích thước la răng là 19 inch thưa quý anh chị. Đây là tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nhé. Tiêu hao nhiên liệu thì là 6,5 lít ngoài đô thị này, 11 lít là trong đô thị và 8,1 lít là đường kết hợp ạ.
một con số thì cũng khá là hợp lý. Cốp xe thì có kích thước cốp thể tích rộng, với kích thước cốp rộng này và với thể tích là 581 lít thì anh chị có thể để được rất là nhiều những cái hành lý cũng như là vật dụng kèm theo để đi du lịch, đi công việc và đi dã ngoại. Đấy, Tucson bản tiêu chuẩn này thì cốp của nó vẫn là cốp chỉnh cơ nhé, thưa quý anh chị. Với chương trình trả góp thì các phiên bản thì em cũng xin phép nhắc lại. Đối phiên bản xăng tiêu chuẩn này thì là chỉ cần 205 triệu này. Phiên bản xăng đặc biệt là 223 triệu. Phiên bản dầu đặc biệt là 243 triệu. Và phiên bản xăng turbo thì là 248 triệu. Quý anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai Tucson nào thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.